Hello cả nhà, hello. What, welcome back quý vị. Cái clip ngắn này, cái what của em nè. Em chuẩn bị giờ trong kia lôi nó ra. Đường của Texas, ở miền Bắc Texas. What luôn. Mình đi khám phá kho tàng. Trong này nguyên cái kho tàng coi như là quá lớn luôn. Mình nhìn ở ngoài mình không thấy gì hết, nhưng mà em phát hiện ở trong á có một cái cây rất là tuyệt vời. Giờ em thấy dời nè, cực vậy đó. Dời một cái giờ thôi. Cái cây này nó móc cho em được cái lá đủ đủ á, anh em cẩn thận nha, nó có cái cạnh nó đi là lôi đi hết á. Ví dụ như mấy cây này cũng được đó. Bây giờ em đang dời cái có cái kho tàng mà mình giấu tốt ra trong này. Để em sắp giới thiệu cho anh em biết là anh này anh chín á, khi trời mùa thu chuyển qua đông á, anh chặt từng rừng cái nào là được rồi, anh chặt nhá. Đó, kho tàng của em đây. Lượm bên đây, móc bên đây, mấy cái này cũng được, cái này rất là ngon, em không muốn ăn mấy cái này giờ đâu. Không hiểu tại sao đẹp như vậy mà phải nằm trong kẹt. Giờ em mới lôi ra đâu. Để em cho lên luôn. Rồi, thở xuống. Thở xuống này, núp đây đi. Rồi cái anh này. Cái anh này đã này, em thích cái này chứ. Cái số của em trồng lúc nào cũng có hoa vậy hết á. Cái đó là hoa đó. Chưa thấy cái đu đủ nào mà nó trái nó lạ lùng vậy. Thấy chắc mới thình chứ không thấy chắc không ai tin. Để em ráng cố gắng em dẹp cái này ra để em cho nó lên trên luôn nha. Cái mặt bằng của em nó hạn chế quá đi. Đất ở đây nó nhỏ và nó chậm. Thì kệ nó đi chơi cái gì mình có thôi chứ. Có nguyên cái farm thì nói gì nữa. Ok, cái này lên nè. Lên baby. Ảnh lên sóng đây nè. Đã chưa? Nó họ quýt nha. Quýt này quýt đường. Đợt rồi em để cho bác cô ba hai bán ra, đợt này em để em ăn. Nó đem đảo vòng coi. Sẵn đây có trái này để em thử luôn nè. Để em còn cây một cây quýt khá khá kia đó, em đem lại luôn. Cái loại kia là quýt lớn hơn chứ. Em được đây cây nữa nè. Cây này có không thua cây kia nhiều đâu. Cây này là đem về nó có lái có trái luôn. Cây này thì chuẩn bị nó ra. Cái quýt lớn này, quýt này quýt quýt Việt Nam mình, quá em nghĩ đây ba trái. Cây này thân nhỏ nha, nhưng mà nói về trái thì chắc không thua ai đâu. Cái cây bên lớn mà 7 trái thì em nghĩ nó lời à, đủ vốn à. Còn cây bên đây quýt đường thì quýt đường quý vị biết là nó không có lớn. Nó chỉ có cỡ này thôi, nó cỡ này thôi, nhưng mà nó vào thu thì nó sắp sửa chín rồi nè. Nhưng mà thôi kệ, lỡ rồi thì em thử trái này luôn nha. Tại vì trái này em thấy nó bự nhất và sắp chín rồi nè. Cây này nó cũng kén lắm đó nha. Cái kén ra trái nè, lý do sao nó bị thẹo rồi nè. Nó phải can thiệp nó mới ra nè. Cái dấu này em có làm đấy, em nói ở đây có trồng thì có hộp của nó nha. Mấy anh đừng nghĩ là mình trồng để cho nó có trái, mình trồng để mình rồi nó thơm. Cái này chưa được chín lắm, em nghĩ chưa, đúng rồi, đỡ rồi, tại lọt cái vỏ em biết nó chưa chín lắm. Coi cái ấy của nó bắn ra nhiều quá, cái mũ của nó. Thơm rất là đậm đà. Em bỏ ở đây luôn nha, ngay gốc nó.
Trời ơi, nó ra nước. Tay em dơ nhìn thử luôn. Đã thiệt. Nó chua, ngọt. Không có một cái hột nào hết á. Không có cái hột nào hết. Ủa sáng em chưa ăn gì, em ăn cái này chắc xong rồi quá. Mới uống cà phê à. Ngon. Đúng là quýt đường à. Thấy vậy chứ chưa chín đâu, nó mới vừa tới thôi. Nó phải đỏ hồng luôn á. Có này bảo đảm là chưa. Nhưng mà đã nha. Ngon á. Như vậy mà lại giấu ở trong góc đó thôi, quá tiếc. Giờ phải lôi nó ra thôi. Lôi ra rồi đó. Thử luôn. Rất là ngon. Nhỏ như vậy thôi mà nó như vậy là mình thích rồi. Đó là cái thú của mình đó anh em. Thú trồng đó. Sự đam mê là phải vậy. Cây này có em thì để em cho nó động ra. Nay mai mấy anh này cũng vô rồi. Còn cây này cái gì đó anh em nào biết nè. Cây này đây. Cho anh em biết nè, đón thử rồi, có ai nhận ra không? Đó, nay được mới lớn nè, nay mai có hộp có trái coi. Cây này ai bà con Ấn Độ mới biết, còn không bà con không biết đâu. Cây này cây lá rất là thơm, cây này của người Ấn Độ, người ta ăn cà ri đó, người ta bỏ vô. Cây cà ri nè, cây cà ri. Người ta ăn cà ri là người ta bỏ này vô đó, cái cây này nè. Em gọi nôm na là cây cà ri á. Carry người ta ăn lá nha, không chứ không phải ăn ấy. Thơm lắm, nhưng mà em trồng nó lên luôn đó. Ở trong này còn hai cây khế nè, bông đầy hết rồi, đã quá. Ok, cái clip buổi sáng của em là bó bột cái cây ổi trái tim của em, giờ em cột thêm nhánh nữa, với mấy cái trái này sắp giờ chín hết rồi, nó đã vậy đó, nó sắp chín hết rồi. Thì bữa nay tiếp tục làm cái chương trình là gì, đóng cái cửa rồi coi các thứ làm gì làm được, còn cái bao ni lông thì khi nào em trồng cũng được, tại vì tuần này nó còn hơi ấm chút. Còn ai mà nếu mà nhát thì là mua trồng trước thì em đang coi thời đang trái tắt, cái nhỏ là trái tắt nó không phải chín luôn. Cái dễ thương của nó là vậy nè, hình như tới rồi phải chín thôi, chứ không có on đơ gì nữa hết á, không có một hai gì đây nè. Nó quý và nó đẹp là vậy nè anh em, nó không phải cái giá trị mà để mình ăn thì dĩ nhiên đó là tốt rồi, nhưng mà cái mình nói đây mình trồng được, mình thấy từ lớn tới nhỏ nó đều chín theo cái ý mình muốn, phải không? Nó đã là vậy. Rồi anh nào mà thích bắt sâu tỉa lá thì sáng ra bắt sâu tỉa lá. Thì nhiệm vụ của em thì cuối tuần thì vậy. Đây em còn hai cây Hawaii nghiêng của em nữa nè, lá cũng sắp ra rồi, anh em lỡ coi luôn. Thấy không? Là lại thằng này cây ngon lắm nè, cây này tức chắc Tết năm nay á là phải vô. Tết năm nay cái cây này phải nằm phòng khách em, mà tại có trái này sung quá. Nó giống trái ớt của Peter Pepper quá. Thành thử cái cây này phải vô phòng khách nên bó lại ở đồng chân Tết. Tết năm nay mình có gì sung, cầu sung vừa đủ xài. Có hết á, đầy đủ hết. Cái tàu này không biết sao nó quẹo quẹo qua đây rồi nó vẫn sống. Nhánh này lắm, chủ lực của nó lớn rồi nữa, thôi để nó đi. Ok, em tiếp tục cột cái cây của em. Buổi sáng mình đâu có gì, khoe cái cây quýt cho quý vị coi được hai cây được rồi. Ok, cảm ơn quý vị ủng hộ em nha. Em chương trình của em và em có làm news mỗi ngày đó. Em cố gắng đi săn tin đó, nó không cực lắm. Em gom tất cả những tin tức hải ngoại, cả nước Mỹ nói chung, và tin local, tin địa phương của mình đó, em gom hết tất cả lại rồi em thông dịch qua tiếng Việt, rồi em làm hết khả năng của em cho cộng đồng của mình, những bác hay là những anh chị nào mà bận rộn hoặc là mình không nghe được tiếng Mỹ đó thì em cố gắng em dịch qua tiếng Việt và nói cái ngôn ngữ của mẹ đẻ mình cho bà con chú bác mình nghe.
thì nếu mình bận đó thì cái mở lên rồi cái YouTube nó chạy thôi, mình chỉ nghe được tin tức trong ngày đó, mấy cái tin tức nó hot mỗi ngày, em cố gắng cập nhật những cái tin tức hot và nóng bỏng nhất. Nhưng mà chương trình em làm là chỉ có khả năng em làm, còn ai mà nghe nó rồi cái nhận thức của người ta riêng nha, chứ không phải tin của em đâu. Thành thử em đi săn tin để em truyền lại cho quý vị thôi, rồi tất cả những tin của em nó không có đụng chạm gì tôn giáo hay là chính trị bất cứ gì, em làm với cái khả năng của em thôi. Thì bà con coi nếu mà có gì đó thì niệm lòng tha thứ cho em nha. Không, cảm ơn quý vị và thính giả một lần nữa rất là nhiều. Chào tạm biệt. Lỡ rồi quýt rồi, giờ tới chanh. Em biết em suy nghĩ gì nữa, em vừa kéo ra cái bị đứng hình. Mấy cái này em hôm bữa em định dồn vô để em cho mùa đông của em trú ẩn á, sao giờ em tạm thời em đưa nó ra đi, chứ để trong này thì cũng không tốt lắm. Không phải không tốt mà cái cây nhãn của em nó không có mất thì cái quang hợp của ánh sáng cái gốc của nó. Năm nay em cũng có chiếc mới gò gai nha, báo cáo trước vậy, ai cần gò gai liên lạc với em. Em nói tới tiếp là cây này, cái cây chanh này nó gần giống như là cây giờ em nói cái bưởi luôn rồi, chứ trái nó bự quá đi, em nhìn em sửng sốt luôn. Đây nè, như cái chùm này nè, cái chùm chanh này mà nó phải lớn nè, mà con nhìn đi, cỡ này ăn là ngon, là ngon cơm luôn, nó bự á. Nhưng mà em thích nhất là nó ra quanh năm, đó là cái này, cái kia vừa tới là cái này vừa lên. Tôi em khoái anh này là vậy, để em nghiêng qua chút. Đây, đây. Em phải làm cái vàng này em chịu lại, vàng giá chịu lại, chứ này nó cũng nặng lắm, không em cũng phải đi tăng bọc nó luôn, nặng quá. Để em chọn là chỗ em hơi chặt chội. Chùm trái con, trái lớn, dưới này trái lớn, này dễ cưng hơn. Cái đây thêm hai trái lớn nữa nè, cái này em nghĩ nó bằng cái chén ốp vô đó chứ không có nhỏ đâu. Chanh, quýt, tắc, bưởi, bưởi em thì chưa có trái, thì đó là cái cây chanh em giới thiệu sơ cây chanh của em đó. Anh em nào thích thì trồng một vài cây ăn cho nó vui, chanh nó dễ trồng lắm, dễ có trái. Ok, em chào.